Và cô chào mừng các bạn đã đến với tiết mục ngày hôm nay. Cô xin giới thiệu lại, cô tên là Mai Thúy An, hiện đang công tác tại trường trung học cơ sở Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú. Và bài hôm nay của mình sẽ tiếp tục với chủ đề vẽ trang trí. Tạo họa tiết trang trí, tiết số 2 là bài vẽ màu. Rồi cô cùng các bạn quan sát. Ở tuần số 1 thì các bạn đã có cái bài vẽ nét rồi. Thì tuần này mình bắt đầu, mình sẽ quan sát một chút xíu về một số bài vẽ. Cô có thể tham khảo ở nhiều nguồn khác nhau, các bạn có thể quan sát cùng cô. Thì ở trên màn hình của cô nó có rất là nhiều cái mẫu họa tiết. Thì tùy theo khả năng của bạn mà mình có thể hiện mẫu họa tiết riêng cho cá nhân mình. Và các bạn lưu ý, khi các bạn vẽ màu thì các bạn nhớ chuẩn bị cho cô những dụng cụ như sau: màu, viết chì, gom và thước. Nếu bạn nào có bút lông thì càng tốt nha các bạn. Bạn có thể sử dụng bút lông để các bạn viền cho cái bài của bạn thêm đẹp và sinh động hơn. Còn nếu không có thì thôi. Và tiếp theo, cô cùng các bạn vào phần quan sát. Ở bài tuần trước thì bài tuần trước cô cùng các bạn đã vẽ xong cái hình hoa hướng dương cách điệu, các bạn cũng thấy ha. Và bên đây cô đã có một bài vẽ màu tương ứng. Và các bạn có thể cùng cô vào phần 2 la mã để xem cô thực hiện cách vẽ màu nhé. Rồi các bạn ơi, ở đây cô đã có một cái bài vẽ màu. Và cô đang bắt đầu chọn màu tương thích với lại cái màu của cái hoa. Ví dụ tông hoa của mình nó có tông màu cam vàng thì cô sử dụng tông cam vàng để vẽ bài. Màu sắc thì do cảm nhận của mỗi bạn, cho nên các bạn có thể vẽ màu theo sở thích của mình nha. Không nhất thiết phải các bạn phải vẽ tông màu giống như cô. Có thể bạn thích tông màu lạnh, có thể bạn thích tông màu nóng. Và nếu không thì giống như cô thì cô thích hòa sắc. Hòa sắc có nghĩa là sử dụng rất nhiều màu kết hợp lại với nhau để tạo cho cái bài mình thêm nổi bật. Các bạn cùng cô quan sát tiếp cái bài vẽ nha. Và các bạn nhớ, ở trên đây thì cô chỉ là vẽ bằng màu nước thôi. Thì ở nhà các bạn có những cái loại màu nào thì các bạn có thể sử dụng, ví dụ như màu sáp dầu, màu chì, hoặc là nếu không có màu thì mình có thể đánh bạc nhạt bằng chì cũng được luôn nha các bạn. Cô tiếp tục. Và cô tiếp tục ở phần vẽ bên trong cái phần nhụy hoa và bên ngoài của cái đường cong của bông hoa ha. Các bạn cùng cô quan sát. Ở đây thì mỗi bạn có một khả năng riêng nên mình sẽ chọn cho mình một cách vẽ và một cách đi màu riêng ha. Các bạn, nếu các bạn có khả năng thì các bạn có thể chuyển màu đậm nhạt, chuyển từ độ đậm sang độ nhạt trong một cái hoa và trong một cái lá. Và ở đây thì cô chỉ đi theo mảng hình thôi. Các bạn có thể dùng những nét đậm để các bạn nhấn những chỗ mà cần thiết để cho nó nổi bật lên. Ví dụ như cô nhấn cái bên trong cái nhụy hoa cho nó đậm lên chút xíu. Rồi sau đó cô sử dụng màu vàng, cô tiếp tục cô vẽ thêm một lớp hoa bên trong cho nó nhìn nó lạ và nó hấp dẫn hơn các bạn. Thì tùy theo cái sở thích của bạn mà bạn có thể vẽ hoa, vẽ con vật hoặc là vẽ một nhân vật hoạt hình cũng được nữa. Vì nhân vật hoạt hình thực chất là một cái con vật được cách điệu đó bạn.
rồi những chỗ nào thì nó bị đem vào bên trong á, thì các bạn có thể nhấn lại cho nó rõ ràng hơn ha. Và các bạn có thể nhấn lại cho cái phần bên nhụy khoa nó nổi bật lên trên, và nhấn ở bên ngoài cái cánh hoa cho nó được có cái độ viền cho đẹp. Và các bạn ơi, bài vẽ màu của cô đến đây là hết rồi. Và các bạn ơi, cô cùng các bạn xem lại một số cái bài vẽ tham khảo về màu nha. Các bạn có thể thấy là ở đây có rất là nhiều bài tham khảo. Còn nếu mà các bạn có thời gian thì các bạn có thể tham khảo trên những kênh, ví dụ như trên Pinterest hoặc trên Google, thì các bạn có thể tìm được tư liệu rất là nhiều trên đó. Và các bạn có thể tham khảo từ những nguồn đó mà bạn có thể làm bài nha. Và cô giới thiệu tiếp một số mẫu, ví dụ như mẫu hoa cách điệu, một củ cải cách điệu, một con bướm cách điệu, vân vân. Và hôm nay, bài hôm nay mình đến đây là hết rồi. Cô sẽ qua có phần dặn dò về phần bài tập. Các bạn chuẩn bị dùng cô cái bài tạo họa tiết trang trí và các bạn vẽ màu nha các bạn. Và cô có lời dặn dò như sau. Đối với bài học hôm nay thì các bạn sẽ hoàn thành bài vẽ, và các bạn lưu ý là các bạn vẽ hoàn thiện màu cho cô. Và sau đó bạn có thể xem lại nội dung bài học. Đối với bài học tiếp theo thì bạn nhớ chuẩn bị trước nội dung bài tuần số 7. Và các bạn nhớ chuẩn bị dụng cụ, ví dụ như giấy, màu, bút chì, gôm và thước vân vân. Thì hiện tại là mình đã hết giãn cách rồi, nhưng mà cô cũng mong là các bạn cố gắng giữ vững 5K để các bạn có thể chống chọi với dịch bệnh vẫn còn đang diễn ra ở nước mình. Cô mong rằng các bạn có một sức khỏe thật tốt để có thể học tập trong kỳ dịch bệnh lần này. Cô chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi.